Hello anh em, mình chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của mình nhá. Clip ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi solo squad này anh em nhá. Thì hôm nay thì theo như là nhiều anh em có yêu cầu mình là xài X4 đi. Hôm nay thì xuống đây để kiếm M4 X4 sấy đây. Từ từ đã anh em. Úi dồi. Úi dồi ôi, chạy như vịt này. Còn một thằng nữa. Nó vừa mở cái hòm ở dưới này. Ai à? Ôi, cái gì đấy? Cái gì vậy cha nội? Úi dồi ôi. Như thế là chưa đủ. Chọn cái mông ra đây. Rồi xong luôn. Có hai tên thôi à? À đây rồi, tiếng chân. Nào. Úi dồi ôi, ăn đạn sướng chưa? Rồi, sơi trái bom này đi này. Hello bạn. Đừng lại vẫn đứng đấy là chết lại. Úi trời. Vẫn không biết mình quăng bom. Đi luôn. Rồi, tiếng chân của thằng cuối đấy rồi. Đúng kề này. Rồi. Giết chết mấy thằng Trung Quốc tàu khựa à? Ghét nhất mấy thằng tàu khựa. Mẹ mày. Ui có X4 luôn này. Rồi, có X4 rồi, bây giờ chỉ kiếm thêm M4 nữa thôi. Thì theo như mình đánh giá đấy, sấy X4 nó dễ hơn sấy X3 rất là nhiều. Và cảm giác nó là cảm giác nó kiểu sao nhỉ? Giải thích kiểu gì đấy? Ô, có cái chân này. Rồi, con bot anh em ạ. Cảm giác như nó sẽ rất là dễ ghim luôn anh ạ. Ôi, có M4 luôn. Ui giời ơi. Cầu được ước thấy. Đúng là người tốt. Cảm giác như là anh em nào. Ôi, lại tiếng bot này. Bot này người. Cảm giác như là mà anh em kiểu bắn được được X4 nhá, là anh em sẽ không bao giờ bắn lại X3 luôn. Ui giời ơi, nhiều bot này. Ui. Nhiều bot dã man ạ. Kệ cha đi anh em ơi. Toplinkatm.com bán hàng boxy mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra vận may UC, vận may nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay toplinkatm.com. Người mà chơi thôi chứ. Bây giờ, ôi, có chết rồi. Ô, cái gì đây? Làm gì đây? Rồi, bắn cho kiểu không trượt viên nào luôn. Sao này, à, thằng này mình nghĩ là nó vừa bay ở trên đảo xuống anh em ạ. Bay ở trên đảo xuống chắc luôn. Thì nếu mà anh em nào mà quan tâm cái độ nhạy X4 thì mình cũng sẽ để luôn cái độ nhạy bên dưới nhá. Anh em cùng tham khảo. Để xem là cái nào hợp với anh em thì anh em xài. Không thì thôi, coi như là xem để cho biết thôi. CX4 phê lắm. Không tin anh em cứ thử đi. Bây giờ con game này chủ yếu là CX3 và CX6. Chứ ít người CX4 lắm. Đấy, có tiếng súng kìa. Nhưng mà đã sấy được X4 ấy, đã sấy kiểu quen quen ấy. Bao phê luôn anh em ạ. Sấy kiểu như nó am hơn rất là nhiều. Từ từ đã, mình phải chờ Red Zone xong đã rồi mình phải dám đi anh em ạ. Thích này không có người rồi. Ui. Ôi trời ơi. Rồi thấy rồi. Vừa đu dù xuống. À. Chắc là cái thằng vừa mình giết ấy. Đây là được hồi sinh xuống đây. Có một bàn chân lặng lẽ này. Chạy làm sao được thoát với cái nòng súng của mình được. Tầm này á, mình cân tất. Đâu rồi? Nó vừa bay cái đu cái dù xuống đây mà. À đây rồi. Mày. Ôi trời ơi. Team Việt Nam à. Sấy cho đúng là không trượt bên nào anh em ạ. Sấy cho ngu người ngay. Nào đồng đội của bạn đâu? Kìa trước mặt là khu hồi sinh anh em ạ. Chắc thằng đồng đội, thằng đồng đội này đang đứng đấy để hồi sinh đấy. Còn bot à? Ôi trời, cái gì đây? Yếu rồi. Nào, solo không? Nào. Đứng dậy bạn ơi. Đúng rồi. Ô, lại là cái thằng này. Ui. Vãi nồi. Ông này chết hai lần rồi nha. Chết hai lần cùng một chỗ ạ. Chắc là thằng này vừa nãy được đồng đội hồi sinh xuống thế nào. Tưởng mình chạy rồi. Bay xuống đây để lút đồ, lút lại cái xác của mình, không ngờ là đúng là cái dớp rồi. Nhảy xuống đây thì có chết thôi. Hai lần liền đều chết ở một chỗ.
Mẹ thằng này nó không kinh anh em ạ. Không biết sợ là gì, bắn cho bây giờ thì hết hồi sinh luôn. Rồi chắc chắn là thằng đồng đội nó ở bên trên rồi. Quang bom à? Đây rồi. Mày chạy đi đâu? Sau nhà. Nào, ra solo xem nào. Vào việc luôn này. Rồi. Thằng này cũng bị mình giết hai lần rồi. Còn một thằng nữa chạy xuống anh em ạ. Sau cái nhà này. Ôi giời ơi, tớ ở đây cơ mà. Nhất ơi là nhất. Nhất mới chẳng. Ôi cái gì đấy, bình tĩnh. Thôi được rồi. Bình tĩnh. Mọi chuyện đều có cách giải quyết hết. Này, đây là hàng khuyến mại, chắc chắn là đồng đội cuối cùng, thằng cuối cùng đây rồi. Team này bị mình giết đến tận 2 lần rồi. Bọn này nó không kinh anh em ạ. Mày không kinh thì mày cũng phải chết thôi. Nào, đứng dậy. Có đứng dậy chơi không nào? Ui sờ mốc à? À! Mày chạy làm sao được? Vẫn nốc anh em ạ. Rồi có tiếng xe lên cái đồi để ăn cái thính. Vãi đái thật. Một cái khu mà mình giết một team đến 2 lần. Rồi bắn nhau rồi. Combat rồi. Nào đâu hết rồi. Ui lại đu dù kìa. Ôi rồi bạn ơi. Đúng rồi. Này thì đu trước mặt tao này. Vãi nồi. Với cái thằng này. Nó kiểu điếc không sợ súng anh em ạ. Anh em thấy không? CX4 dính vãi nồi luôn. Mấy ông gọi là cứ thử làm quen với X4 đi. Kéo khi để nghiện đấy. Rồi quay lại đây comment nhớ cảm ơn nhá. Chạy ra anh em. Ngoài bo. Không đùa được. Mẹ bo bên cái map này. Đau vãi nồi ra. Chạy. Ui, ngoài bo à? Ui ôi. Ủa ảo vậy? Mấy thanh niên này vẫn còn đứng combat ngoài bo được thì đúng thua này. Ui trời ơi. Ui ngay trước mặt mình anh em ạ. Vãi nồi ạ. Cái map này mà đứng ngoài bo combat thì thôi. Thấy mẹ luôn. 15 kill rồi. Và ai bắn Livic mà 15 kill là siêu phẩm rồi đấy anh em. Siêu phẩm luôn. Map này bởi vì nó ít người mà. Mình ăn tới 15 kill ạ. Vãi nồi. Rồi vẫn còn đang tra tấn nhau bên dưới. Mình âm thầm đẩy lên là thấy mẹ. Ui khiên này. Rồi. Ui cái gì đấy? Ôi trời ơi. Hai thằng đứng chổng đít ra đây làm gì? Chổng đít à? Hai. Rồi, cho thêm quả bom vào đít này, đứng chổng đít. Vãi, ui đây này. Đứng chổng đít vào mặt tao này. Ôi giời bạn. Gạt đá. Từ từ. Sau hòn đá. Ôi giời ơi, sờ mốc quá muộn màng. Ui, đau thế. Thôi, té. Vào bo đã. Mẹ cái bo này đau vãi nồi ra. Thôi được rồi. Mày là nhất. Tí nữa chơi anh em ơi. Vãi nồi. Mẹ bo này mà không chạy thì nó đóng cho một phát thì đúng. Ôi cái gì đấy. Ôi cái gì. Ui vãi cả nồi. Ui. Giờ này bốn còn đúng ngoài bo ạ. Vãi nồi thật. Vãi đai. Đéo thể tin được anh em ạ.